Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm và chúc Tết các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Thạch Hóa nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Cùng đi có đại diện lãnh đạo văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách gồm bà Trần Thị Lan, thương binh 3/2, thôn Tây Trúc, xã Tiền Hóa và ông Trần Xuân Mai, thương binh 3/2, thôn Lê Lợi, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa. Tại những nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các gia đình chính sách cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đồng chí mong muốn các thương binh, gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng mẫu mực, động viên con cháu thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đồng thời cũng đề nghị chính quyền huyện Tuyên Hóa tiếp tục chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất cũng như tinh thần đối với gia đình chính sách. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chúc các gia đình luôn dồi dào sức khỏe, đón Tết vui tươi, đầm ấm,